Vệ quốc quân xin kính chào quý vị khán giả. Sau những thất bại liên tiếp ở chiến dịch Hòa Bình năm 1951 và chiến dịch Tây Bắc năm 1952, địa bàn quân Pháp tại Đông Dương đã bị thu hẹp một cách chóng mặt. Quân đội nhân dân Việt Nam lúc này đã giải phóng được nhiều khu vực rộng lớn ở Tây Nguyên, khu năm các tỉnh Cao, Bắc, Lạ và nhiều khu vực ở đồng bằng Bắc Bộ. Thành công kiểm soát tới hơn 2/3 lãnh thổ. Các đơn vị phòng ngự lẫn tấn công cũng đều đã được tổ chức đến cấp sư đoàn, sẵn sàng đánh bật quân Pháp khi chúng có ý định tái chiếm. Ngày 7 tháng 5 năm 1953, tướng Henri Navarre được Pháp cử sang Đông Dương làm tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp. Thủ tướng nước Pháp cho rằng việc viên đại tướng Navarre không hề biết chút gì về Đông Dương sẽ là một lợi thế để ông ta nhìn vấn đề bằng một cặp mắt mới mẻ. Pháp đang bị kẹt trong một ngõ cụt và quân Pháp đang phải loay hoay tìm một lối thoát danh dự trước quân Việt Nam. Sau hơn một tháng đến thăm và khảo sát cục diện ở Đông Dương, thì ngày 24 tháng 7 năm 1953, Navarre quay trở lại Pháp và trình bày kế hoạch tấn công trước Hội đồng Quốc phòng do Tổng thống Pháp chủ tọa. Kế hoạch quân sự Navarre từ đó được ra đời. Kế hoạch Nava được chia làm hai bước. Bước thứ nhất, trong giai đoạn thu đông năm 1953 và xuân năm 1954, sẽ giữ thế phòng ngự ở miền Bắc, tập trung một lực lượng cơ động lớn ở đồng bằng Bắc Bộ để đối phó với cuộc tiến công của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó sẽ thực hiện tiến công chiến lược ở miền Nam nhằm chiếm đóng 3 tỉnh ở đồng bằng liên khu 5, đồng thời đẩy mạnh việc mở rộng lực lượng bản địa, hỗ trợ là quân đội quốc gia Việt Nam và xây dựng một đội quân cơ động lớn đủ sức đánh bại các đại đoàn chủ lực Việt Minh. Bước thứ hai, từ thu đông năm 1954, sau khi đã hoàn thành những mục tiêu ở bước thứ nhất thì sẽ dồn toàn lực ra Bắc, chuyển sang tiến công chiến lược trên chiến trường chính, giành thắng lợi lớn về quân sự, buộc Việt Minh phải chấp nhận điều đình theo những điều kiện của Pháp. Nếu khước từ, quân cơ động chiến lược của Pháp sẽ tập trung mọi nỗ lực loại trừ chủ lực quân đội nhân dân Việt Nam. Về cơ bản, kế hoạch Navarre vẫn đi theo lối mòn, đó là dùng một lực lượng lớn để áp đảo quân Việt Nam. Nhưng theo một số nguồn tin thì từ tháng 9 năm 1953, Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhận được một bản sao kế hoạch Navarre do Liên Xô cung cấp. Và để đáp trả lại kế hoạch Navarre, quân đội nhân dân Việt Nam dự định sẽ mở một loạt chiến dịch tại nhiều vùng để phân tán binh lực địch, không cho quân Pháp co cụm, tạo thành một lực lượng cơ động đủ mạnh để xoay chuyển tình thế. Trong cuộc họp vào cuối tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh, không sợ, ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn. Lực lượng cụ thể hai bên lúc này như sau. Về bộ binh, Pháp có 267 tiểu đoàn. Về pháo binh, Pháp có 25 tiểu đoàn, quân bản địa có 8 tiểu đoàn. Về cơ giới, Pháp có 10 trung đoàn, 6 tiểu đoàn và 10 đại đội, quân bản địa có 1 trung đoàn và 7 đại đội. Về không quân, Pháp có 580 máy bay, quân bản địa có 25 máy bay thám thính và liên lạc. Về hải quân, Pháp có 391 tàu, quân bản địa có 104 tàu loại nhỏ và 8 tàu ngư lôi. Trong khi đó, lực lượng của quân đội Việt Nam vẫn đơn thuần là bộ binh gồm 6 đại đoàn, 18 trung đoàn và 19 tiểu đoàn. Về pháo binh, Việt Nam có 2 trung đoàn, 8 tiểu đoàn và 4 đại đội. Về phòng không, Việt Nam có 1 trung đoàn và 2 tiểu đoàn. Tính theo số tiểu đoàn bộ binh, Việt Nam có tổng cộng 127 tiểu đoàn so với 267 tiểu đoàn của Pháp. Biên chế mỗi tiểu đoàn của Việt Nam là 635 người, biên chế tiểu đoàn Pháp từ 800 đến 1.000 người. So sánh lực lượng về quân số lúc này, Pháp đã vượt lên khá xa. Tổng quân số của Pháp là 445.000 người, gồm 146.000 quân Âu Phi và 299.000 quân đánh thuê bản xứ của quốc gia Việt Nam. Tổng quân số của quân đội nhân dân Việt Nam là 252.000 người. Như vậy, quân Pháp đông hơn 193.000 người. Riêng quân đội đánh thuê bản xứ của quốc gia Việt Nam cũng đã đông hơn 47.000 người. Bộ Tổng tham mưu Việt Nam chia làm các mũi tiến công như sau. Mặt trận Tây Bắc và Thượng Lào sẽ là hướng chính, có đại đoàn 316 và trung đoàn 148 tham gia. Tiếp đó là mặt trận Trung Du có từ 2 tới 3 đại đoàn và bộ đội địa phương. Ở mặt trận Hữu Ngạn, Liên Khu 3, Trung và Hạ Lào sẽ có 2 đại đoàn, trong đó một bộ phận sẽ vào đánh địch hậu. Ở mặt trận Tây Nguyên lại có các trung đoàn chủ lực của Liên Khu 5 phụ trách sẽ chiếm bàn đạp Bắc Tây Nguyên, phá kế hoạch củng cố và bình định Nam Việt Nam của Pháp. Dựa theo một loạt các mặt trận kể trên, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ đẩy mạnh chiến tranh du kích và buộc Pháp phải căng mỏng lực lượng đối phó. Cuộc chiến nổ ra vào trung tuần tháng 11 năm 1953, ở trên hướng Tây Bắc và Thượng Lào. Theo kế hoạch,
đại đoàn 316 đã từ địa điểm trú quân tại Thanh Hóa tiến lên tới Bắc. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, quân Pháp được tin đại đoàn 316 Việt Nam đã xuất hiện ở Tuần Giáo, trực tiếp uy hiếp Lai Châu. Ngày 7 tháng 12 năm 1953, quân Pháp rút các tiểu đoàn đóng ở thị xã Lai Châu chạy về Điện Biên Phủ bằng máy bay. Lúc này, đại đoàn 316 chia thành hai mũi tiến quân, một hướng tiến lên phía Bắc chiếm thị xã Lai Châu, một tiểu đoàn khác thì tạm dừng lại Tuần Giáo để phòng quân Pháp nhảy dù tập kích phía sau và hậu phương trực tiếp của chiến dịch. Đại bộ phận đơn vị lên đường tiến về con đường Lai Châu, Điện Biên Phủ. Tối ngày 10 tháng 12 năm 1953, tiểu đoàn 439 tới Pa Ham, một đồn nhỏ cách thị xã Lai Châu 32 km. Được tin quân Pháp ở những vị trí chung quanh mới dồn về đây chừng 3 đại đội. Nửa đêm, tiểu đoàn bắt đầu tiến công. Quân Pháp cầm cự được nửa giờ rồi bỏ chạy. Ngày 12 tháng 12 năm 1953, quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào trung tâm thị xã Lai Châu. Cũng trong ngày này, đại đội 674 của tiểu đoàn 251, trung đoàn 174 Việt Nam tiến xuống Mường Pồn vì phát hiện trong bản có nhiều quân Pháp từ Lai Châu rút về đang tập trung tại đây. Đại đội lập tức tiến hành bao vây và nổ súng. Quân Pháp có máy bay yểm trợ, thế lực lượng đối phương ít, kiên quyết xung phong để mở đường đi về Điện Biên Phủ. Sáng ngày 13 tháng 12 năm 1953, đại đội 674 bao vây Mường Pồn, được đại đội 317 đến tiếp sức, mở đợt tiến công cuối cùng tiêu diệt toàn bộ quân Thái đóng ở Mường Pồn. Buổi trưa ngày 13, binh đoàn không vận số 2 thấy tiếng súng phía Mường Pồn ngừng lại. Ngay sau đó, máy bay trinh sát báo tin những đơn vị địch ở đây đã bị phía ta tiêu diệt. Từ chiều ngày 13 tháng 12 năm 1953, cuộc truy lùng quân Pháp đã diễn ra trên tất cả các hướng. Đại đoàn 316 chia làm nhiều nhóm đuổi theo quân Pháp hàng trăm km đường rừng. Suốt ngày đêm, kết hợp tiến công vừa kêu gọi đầu hàng. Số hàng binh Thái cũng rất đông, nhiều hàng binh có cả gia đình. Tổng kết hướng tấn công chính sau 2 tuần, đội quân ô hợp của Pháp bị đánh bật khỏi Lai Châu. Đại đoàn 316 đã tiêu diệt và làm tan rã tới 25 đại đội, thu nhiều vũ khí, quân trang và quân dụng. Ở hướng tấn công thứ hai, cũng từ cuối tháng 11 năm 1953, cùng với cuộc tiến quân lên tới Bắc, thì một cánh quân khác của quân đội nhân dân Việt Nam cũng lên đường tiến xuống Trung Hạ Lào. Lực lượng quân đội Việt Nam tiến vào Trung Hạ Lào theo 3 đường. Các trung đoàn 66, 101, tiểu đoàn 274 thuộc trung đoàn 18 và đại đoàn bộ binh 325 hành quân theo tỉnh lộ Nghệ An vào Chu Lễ, Hương Khê rồi vượt đèo quân và dốc chẫm trẹo sang Bắc Trung Lào. Trung đoàn 18 theo quốc lộ 1 tới Kỳ Anh, vượt đèo Móng Gà sang Cổ Áng theo đường Ba Rèn, U Bò tiến vào phía Bắc đường 9. Tiểu đoàn 436 thuộc trung đoàn 101 theo đường Xuyên Trường Sơn tiến thẳng xuống Hạ Lào. Những cánh quân và hàng vạn dân công này trong lúc hành quân đã bị máy bay trinh sát Pháp phát hiện. Quân Pháp sau đó đã bố trí sẵn 3 cụm phòng thủ nhằm bịt các cửa ngõ phía đông. Một cụm ở khu vực Căm Cớt, Lạc Sao trên đường số 8, một cụm ở Nhom Marat trên đường số 12 và một cụm ở Nậm Thun. Bộ chỉ huy Liên quân Lào Việt lên kế hoạch tiến công vào cụm cứ điểm phòng ngự then chốt trên đường số 12 của quân Pháp. Lực lượng sử dụng là 2 trung đoàn, trong đó trung đoàn 66 đánh cứ điểm Mụ Dạ, trung đoàn 101 phục kích đánh viện trên đường số 12. Tiếp đó, hai đơn vị sẽ theo đường 12 đánh về Nhom Marat để chiếm phía đông tỉnh Khăm Muộn. Và ở một hướng khác, một tiểu đoàn của trung đoàn 101 và bộ đội Lào đánh Lạc Sao, Căm Cớt, sau đó phát triển theo trục đường số 8 đánh xuống đường 12. Ngày 20 tháng 12 năm 1953, các lực lượng Việt Nam chuẩn bị nổ súng tiến công cứ điểm Mụ Dạ, mở màn chiến dịch. Nhưng khi tới suối Nậm On thì bắt sống được một đại úy Pháp cùng với 4 lính Âu Phi thuộc cụm phòng thủ trên đường số 12. Viên đại úy này khai rằng cách đây 4 hôm, tiểu đoàn cơ động Anjori số 27 Pháp và một đại đội pháo 105 ly đã từ Thà Khạc, Nhom Marat lên đây xây dựng thêm một cứ điểm ở khu vực cầu Khăm He. Ngoài ra, binh đoàn cơ động số 2 cũng mới thiết lập một sở chỉ huy ở gần cầu Khama trên đường số 12. Đêm ngày 21 tháng 12 năm 1953, lực lượng Việt Nam chuyển sang tiến đánh Khăm He. Các phân đội hiệp đồng đúng theo kế hoạch, thọc sâu vào giữa đồn rồi tỏa rộng chia cắt quân Pháp, phối hợp trong đánh ra, ngoài đánh vào. Gần sáng, trận đánh kết thúc, hầu hết binh lính thuộc tiểu đoàn Anjori số 27 và đại đội pháo 105 ly bị tiêu diệt. Quân đội Việt Nam thu ở Khăm He nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng, trong đó có 4 khẩu lựu pháo 105 ly nguyên vẹn cùng với 1.000 viên đạn pháo. Đêm ngày 23 tháng 12 năm 1953,
Theo kế hoạch cũ, Trung đoàn 66 mở cuộc tiến công vào khu vực then chốt ở Trung Lào, cụm cứ điểm Mụ Dạ, Ba Chảo. Tin thất thủ ở Khăm He, Khăm A đã làm cho quân Pháp ở cả hai nơi này rút chạy. Cuộc công đồn biến thành truy kích. Tiếp đó, một đơn vị Việt Nam tiến công lại sao căm cớt, diệt một loạt vị trí dọn đường số 12, chiếm thị xã Nho Marat, tiến vào Thà Khẹc, kiểm soát toàn tỉnh Khăm Muộn với 40.000 km2 và hàng chục vạn dân. Phòng tuyến Trung Lào của Pháp tan vỡ, Đông Dương chính thức bị cắt đổi. Lúc này, do nhận thất bại liên tiếp ở hai mặt trận, chỉ huy Pháp đã buộc phải chuyển sang xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên. Tới đầu tháng 1 năm 1954, tin báo về cho biết đã có gần 11.000 quân Pháp án ngữ tại Long Chảo. Bộ Chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng nhìn nhận trận Điện Biên Phủ như cơ hội đánh tiêu diệt lớn, tạo chiến thắng vang dội để từ đó chấm dứt kháng chiến trường kỳ, và đã chấp nhận thách thức của quân Pháp để tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đến tháng 2 năm 1954, trong lúc bộ đội kéo pháo ra Điện Biên Phủ chuẩn bị một trận đánh quyết định với Pháp, thì tiếng súng cũng bắt đầu nổ ở Bắc Tây Nguyên. Tây Nguyên nằm ở Nam Trung Bộ, nối liền hai miền Việt Nam, tiếp giáp với Hạ Lào và Bắc Campuchia, có vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất trên chiến trường Đông Dương. Từ lâu, Tây Nguyên vẫn được quân Pháp coi là một hậu phương an toàn. Quân đội Nhân dân Việt Nam nhận định, chừng nào Tây Nguyên còn bị Pháp khống chế thì cục diện chiến đấu ở Nam Đông Dương còn khó được cải thiện. Và nếu không sớm mở rộng vùng tự do về phía này thì cũng khó giữ vững được các tỉnh ở đồng bằng hiện nay đã chiếm được. Quân đội Việt Nam sau đó đã quyết định tập trung bộ đội chủ lực tiến công lên Tây Nguyên. Cuộc tiến công ở Tây Nguyên dự kiến sẽ tiến hành theo hai bước. Bước 1, trên hướng chủ yếu sử dụng trung đoàn 108 và liên đội đặc công diệt hai cứ điểm Măng Đen, Măng Bút, kéo quân tiếp viện của Pháp từ Kon Tum ra cho trung đoàn 803 đánh trên đường Công Chây, Măng Đen. Tiếp đó tiêu diệt Công Chây, uy hiếp thị xã Kon Tum, đánh quân cứu viện Pháp trên đường Kon Tum, Công Chây. Bước 2, tiến công tiêu diệt hệ thống cứ điểm của Pháp từ Đắc Tô đến Đắc Lây, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Bắc Kon Tum. Trên hướng thứ yếu của chiến dịch, đường 19 An Khê, trung đoàn địa phương 120 cùng một tiểu đoàn chủ lực tiêu diệt các cứ điểm Cà Tưng, Ba Bả, Cà Tu, cắt đường giao thông, thu hút giam chân một bộ phận lực lượng của Pháp. Đêm ngày 26 tháng 1 năm 1954, bộ đội nổ súng tiêu diệt các vị trí Cà Tung, Ba Bả, Cà Tú, Búp Bê. Đêm hôm sau, 27 tháng 1, trung đoàn 108 và tiểu đoàn đặc công tiến công ba vị trí Măng Đen, Măng Bút, Công Chây trong hệ thống phòng ngự Bắc Tây Nguyên. Hai vị trí sau nhanh chóng bị diệt, riêng trận Măng Đen diễn ra rất quyết liệt. Do đây là cứ điểm then chốt trong hệ thống phòng thủ Bắc Tây Nguyên. Mỗi khu có những lô cốt bê tông nối liền với nhau bằng một hệ thống giao thông hào ngầm. Xung quanh có hàng rào dây thép gai rộng từ 30 đến 90 mét. Ở giữa có cả một sân bay nhỏ. Cuộc chiến đấu diễn ra giằng co suốt đêm. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 1 năm 1954, trận đánh mới kết thúc. Chỉ sau một đêm, những cứ điểm mạnh trong hệ thống phòng ngự Bắc Tây Nguyên đã bị san phẳng. Đường vào Kon Tum đã để ngỏ. Bắc Tây Nguyên đứng trước nguy cơ tan vỡ, trong khi quân Pháp không còn quân cơ động để phản ứng lại. Đến đầu tháng 2 năm 1954, bộ đội Việt Nam đã thành công chiếm thị xã Kon Tum, kiểm soát cả vùng Bắc Tây Nguyên. Bộ đội Liên khu 5 còn truy kích quân Pháp rút về Pleiku trên chặng đường dài 200 km, tiến đến sát đường 19. Ngày 18 tháng 2 năm 1954, trung đoàn 80 tiến công cứ điểm Đắc Đoa, Nam Kon Tum 15 km, loại khỏi vòng chiến đấu hai đại đội Pháp. Cùng thời gian đó, đặc công tập kích vào các cơ sở kho tàng, cơ quan chỉ huy Pháp trong thị xã Pleiku. Chiến dịch kết thúc, quân đội Việt Nam đã kiểm soát một địa bàn chiến lược quan trọng ở Bắc Tây Nguyên rộng 16.000 km2 với 20 vạn dân, phá thế uy hiếp của Pháp đối với phía sau lưng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Vùng tự do từ ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi đến biên giới Việt-Lào đã nối liền với vùng Tây Nam Boloven của nước Lào. Trước tình hình Tây Nguyên bị uy hiếp nghiêm trọng, Navre buộc phải ra lệnh cho tạm ngừng chiến dịch ở đồng bằng, rút một số đơn vị lên tăng cường cho Pleiku và điều chỉnh lại lực lượng ở miền Nam, Trung Bộ. Quân Pháp được bố trí thành hai khối lớn. Khối thứ nhất ở Tây Nguyên, 24 tiểu đoàn, có nhiệm vụ bảo vệ Pleiku. Khối thứ hai ở đồng bằng, 16 tiểu đoàn, bảo vệ thị xã Tuy Hòa. Những vị trí mới chiếm đóng ở Phú Yên và làm lực lượng dự bị ở Nha Trang, Ninh Hòa. Vậy là với cách bố trí mới này, kế hoạch Navre ban đầu đã chính thức phá sản. Do một lực lượng lớn của Pháp đã bị quân Việt Nam xé nhỏ đội hình, buộc Pháp phải chia quân, vừa bảo vệ cho vùng rừng núi Tây Nguyên, vừa phải chiến đấu chống Việt Nam ở đồng bằng duyên hải miền Trung. Như vậy có thể nói,
9 trên 10 lực lượng trong tổng số 82 tiểu đoàn cơ động chiến lược và chiến thuật của Navarre đã bị phân tán khi trận đánh quyết định còn chưa nổ ra. Những hoạt động trong giai đoạn Đông Xuân năm 1953 đến năm 1954 của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm đảo lộn thế bố trí của Pháp trên các chiến trường, thành công mở rộng vùng giải phóng tại Việt Nam và Lào thêm hàng chục ngàn km vuông, tiếp tục phát triển ở nhiều hướng, đặc biệt là vùng địch hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Thời điểm này, kế hoạch Nava cũng đã chính thức phá sản. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thành công ghim chân quân Pháp trên khắp các chiến trường, đẩy quân Pháp đã lún sâu càng thêm sâu vào chiến trường Đông Dương, kiệt quệ về sách lược, tài chính lẫn nhân lực. Lúc này, tướng Navarre cũng không còn đủ sức để cứu nguy cho trung tâm đầu não Điện Biên Phủ nếu nó bị bao vây. Do đó, tất cả đều đã chín muồi cho trận đánh quyết định của quân đội Nhân dân Việt Nam vào tập đoàn cứ điểm then chốt còn lại của quân Pháp tại Đông Dương. Cứ điểm của Pháp ở Điện Biên Phủ sẽ là mồi chôn thây cho danh dự của nước Pháp, cũng như sẽ đánh dấu mốc đi vào lịch sử Pháp khi nước này chính thức bị đá văng khỏi Đông Dương.